Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử sao Hoa ngữ. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử diễn viên Diệp Đức Nhàn. Diệp Đức Nhàn sinh vào ngày 25 tháng 12 năm 1947 là một ca sĩ diễn viên Hồng Kông. Cô đã từng giành được giải thưởng điện ảnh Hồng Kông cho nữ diễn viên xuất sắc nhất và 3 lần cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Diệp Đức Nhàn cũng đã giành được giải thưởng Kim Mã 1 lần cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và 2 lần cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Bà cũng đã giành được 1 lần giải thưởng cho nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Vister lần thứ 68. Album Castopo của bà đã được phát hành bởi Universe Music Group và một số nhãn hiệu địa phương. Diệp Đức Nhàn có thể nói tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại và tiếng Anh. Về sự nghiệp âm nhạc, trong những năm 1980, Diệp Đức Nhàn đã phát hành 5 album với một nhà sản xuất địa phương. Sau khi phàn nàn về định hướng của ngành công nghiệp Cantopop và đã rơi với nhãn hiệu lúc đó là Black & White, Diệp Đức Nhàn đã chọn tư giã âm nhạc vào năm 1988 và đi vào chế độ nghỉ hưu. Với vai trò thỉnh thoảng ở trong các bộ phim thì cô đã trở lại sân khấu Cantopop vào năm 2002 với một EP cùng với bản thu âm trực tiếp buổi hòa nhạc vào năm 2002 của cô tại Hồng Kông đều được Universe Music Group phát hành. Vào giữa những năm 90 thì cô đã hợp tác với nam ngôi sao Andy Hui để sản xuất bản song ca đình đám Dạy tôi cách không yêu anh ấy và một lần nữa vào năm 2004 cho người chiến thắng giải thưởng Một khiếm khuyết nhỏ trong một cái gì đó hoàn hảo. Về sự nghiệp công nhận phim, Diệp Đức Nhàn đã được công nhận nhiều lần vì vai phụ nữ diễn viên, ngoại trừ vai diễn trong bộ phim A Simple Life, nơi mà cô đã giành được giải thưởng cho nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Vinsnai lần thứ 68. Bộ trưởng Thương mại và Phát triển Kinh tế Hồng Kông, ông Craig Rory đã chúc mừng bà đã giành được giải thưởng. Ông Cho đã cho biết giải thưởng này không chỉ là sự công nhận của quốc tế về thành tích nổi bật của bà Diệp Đức Nhàn mà là một trong những bằng chứng về mức độ xuất sắc của ngành công nghiệp điện ảnh Hồng Kông. Một cuộc sống đơn giản đã đánh dấu sự hợp tác giữa 10 Diệp Đức Nhàn và nam diễn viên Andy Lau. Lần đầu tiên họ đóng chung với nhau trong bộ phim The Andrei Lau vào năm 1985. Diệp Đức Nhàn đã 2 lần giành được giải thưởng nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải thưởng điện ảnh Hồng Kông cho các vai diễn trong bộ phim Dance White Dragon, giải thưởng điện ảnh Hồng Kông lần thứ 11 vào năm 1991 và trong My Name Is Sorry, giải thưởng điện ảnh Hồng Kông lần thứ 5 vào năm 1985. Diệp Đức Nhàn cũng có 3 đề cử khác cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong bộ phim Grand Questing Child, giải thưởng điện ảnh Hồng Kông lần thứ 4 năm 1984, Tình yêu tâm linh, giải thưởng điện ảnh Hồng Kông lần thứ 7 năm 1987 và cho Mother, giải thưởng điện ảnh Hồng Kông lần thứ 13 năm 1993. Cô cũng đã giành được giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Mã lần thứ 36 cho bộ phim Trái tim khóc. Trước khi đóng bộ phim A Simple Life, Diệp Đức Nhàn đã có 12 năm gián đoạn diễn xuất và sự gián đoạn mà cô ấy nói rằng tôi đã được một số người trong doanh nghiệp xem là một nữ diễn viên không vâng lời, thích đóng vai một đạo diễn trên phim trường. Tôi cũng không tuyệt vời ở trong mạng, tôi đoán đây là những lý do khiến cho tôi không được mời làm việc nhiều. Về sự nghiệp chính trị, Diệp Đức Nhàn đã hỗ trợ Nathan Lau, một thành viên nổi bật của phong trào dù của Trung Quốc, cũng như tham gia vào các cuộc biểu tình. Cô cũng tham gia thu âm bài Dennis Ho được tạo ra để khích lệ phong trào. Năm 2019, cô đã tham gia nhiều cuộc biểu tình và biểu tình khác nhau trong cuộc biểu tình dư luận chống dẫn độ vào năm 2019. Các bộ phim mà Diệp Đức Nhàn đã tham gia: năm 1978, Kẻ giết hại; năm 1980, Cuộc gặp gỡ nguy hiểm; năm 1981, Chấp hành viên; Thảm sát tình yêu; Kem soda và sữa; Niêm phong với một nụ hôn; năm 1982, Mang theo móc túi; Yêu và quý; năm 1984, Đường mòn đám cưới sai; Sự trở lại của Pom Pom; Trước bình minh; Cú và bom bò; năm 1985, Chào mừng bạn; Tạm biệt mẹ; Luật bất thành văn; Tên tôi không phải Suri; Bảy thiên thần; năm 1986, Pom Pom đình công trở lại; Linh hồn; Câu chuyện về bác sĩ Sunrasen; năm 1987, Tình yêu thiêng liêng; năm 1988, Dòng mãi mãi; Sự thật; năm 1989, Tiếp tục với Rakura;
Sự thật, năm 1991, ảo mộng lãng mạn, nhảy với rồng. Năm 1992, chiến đấu trở lại trường 2, bắt giữ bồn chồn, hoàng tử đền đường, người phụ nữ trong mơ, cô ấy bắt đầu lửa, anh chị em đẹp trai. Năm 1993, ngày mai, người đàn ông của thời đại. Năm 1994, truyền thuyết mới về thiếu lầm. Năm 1995, cam kết bi thảm. Năm 1996, cảm ơn vì tình yêu của bạn. Năm 1999, bạch mã hoàng tử, trái tim khóc. Năm 2000, đừng nhìn lại, nữ hoàng cửu long. Năm 2011, cuộc sống đơn giản, không hối tiếc. Năm 2013, một câu chuyện phức tạp, kẻ đột nhập. Năm 2017, thời điểm của chúng ta sẽ tới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.